Hello, xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến cho các bác một mẫu phiên bản đến từ nhà Bentley. Và cái mẫu phiên bản này là một trong những cái phiên bản mà em mới về hàng. Thật sự thì đây là một cái phiên bản dây da và nó mang trong mình một cái mẫu thiết kế cũng khá là đẹp. Khi mà nó có một cái sự phối hợp, một cái tông màu vô cùng là bắt mắt và nó sẽ vô cùng dễ phối đồ cho các bác đấy. Và nhìn nó cực kỳ sang nữa, tại vì cái màu này nó phối với nhau thì nhìn nó khá là sang trọng. Thì khi các bác mua hàng về thương hiệu Bentley thì các bác sẽ có một cái chiếc hộp to như thế này. Nó to bằng hai bàn tay em. Đấy, nó to bằng hai bàn tay em ha. Và đây là một con phiên bản đến từ nhà Bentley. Con này thì nó sẽ có đầy đủ hộp sổ. Sổ thì em lại để dưới nhà rồi, em lại không cầm lên đây. Con này thì nó sẽ new ha, con này là một con phiên bản new, một con Bentley phiên bản new ha, new mới 100%. Con này nó sẽ có một cái mã hiệu của nó, đó chính là BL1865-30MKBB. Và chúng ta sẽ có cái gì trên con đồng hồ này? Con này thì nó sẽ có một cái thiết kế giống như hai con Bentley dây da trước mà trước em có cho các bác xem. Con này các bác có thể thấy rằng là cái con màu màu nâu này với một con màu xanh dương này, đấy, hai con đấy ngày trước thì em có làm video cho các bác. Thì đối với con phiên bản này, hai cái con đấy là hai con vỏ trắng, nhưng mà hai con này con này là con vỏ demi, cho nên là đối với vỏ demi thì nó sẽ mắc hơn 200. Thì giá của con này ngày trước không vỏ trắng thì em đang bán là 2,7 triệu, còn vỏ demi này thì em đang bán là 2,9 triệu ha. Con này em đang bán là 2,9 triệu. Con này đầu tiên chúng ta phải kể đến đấy chính là mặt đeo của con này. Và nếu như các bác để ý thì mặt cái đeo con Bentley này lâu rồi em chưa so sánh, nhưng mà con mặt con Bentley này với mặt cái mặt của con Orange Salomon Gen 3, các bác có thể liên tưởng tới đấy, nhìn nó cực kỳ giống đúng không các bạn? Nó chỉ khác là nó không có ô lịch thôi, còn lại thì về kim cọc và thiết kế của nó giống, vô cùng giống con Orange Salomon Gen 3 luôn. Con này nó mang cho mình một cái mẫu thiết kế màu mặt đen đó, một màu mặt đen ha các bác ha. Và cái con này thiết kế ba kim chính này, đấy, ba kim chính, kim giờ, kim phút và kim giây. Và ở nó sẽ có hai sắp đầy ổ nhỏ ở bên hai bên cạnh hướng góc 3 giờ và 9 giờ. Góc 3 giờ thì nó sẽ có một cái sắp đầy ổ báo lịch ngày, đấy, nó sẽ có 31 ngày. Và ở bên sắp đầy ổ góc 9 giờ thì nó sẽ có báo lịch, cái này là lịch thứ rồi các bác ạ, đấy, cái này thì như là lịch thứ rồi đó, ở bên hướng góc 9 giờ. Và ở hướng góc 6 giờ của nó thì nó sẽ có một cái ô lịch báo giờ ngày giờ đêm. Ở trên hướng 12 giờ thì nó sẽ có logo thương hiệu đến từ nhà Bentley và Made in Germany. Đấy, và sản xuất và lắp ráp tại Đức. Nhưng mà các bác, nếu như các bác chưa hiểu rõ về dòng Bentley này em, thì Bentley nó trùng tên với một cái thương hiệu xe cực kỳ nổi tiếng trên thế giới, đó là thương hiệu xe Bentley. Nhưng con này hoàn toàn là một cái thương hiệu đồng hồ khác biệt hoàn toàn luôn, nó chỉ là cái tên giống thôi, còn lại là tập đoàn và người sáng lập đều là khác hết, nó không có phải là một cái tập đoàn con nào của nhà xe Bentley cả. Đấy, cho nên là các bác đừng nhầm với cái hãng xe Bentley nhá. Và cái dòng Bentley này này thì nó ghi là Made in Germany, nhưng đây là của hiện tại, còn quá khứ của nó, quá khứ của cái hãng đồng hồ Bentley này thì nó xuất thân từ Thụy Sĩ cơ. Cho nên là đối với những cái dòng đồng hồ về Thụy Sĩ hay là Đức này thì phải gọi rằng là nó vô cùng chất về cái thiết kế của nó rồi, đúng kiểu chất của châu Âu. Cho nên các bác có thể nhìn thấy là ít khi mà các bác thấy được những cái viền kiểu răng băm như thế này, viền băm như thế này trên một con đồng hồ. Và chỉ có những cái thiết kế với cả cái núm nữa này, có cả cái núm của nó, các bác cũng có thể thấy rằng là những cái thiết kế này thì đúng kiểu chất của châu Âu người ta thiết kế, nhìn nó vô cùng là tinh tế và sắc sảo. Con này thì nó được mạ PVD ở những cái chi tiết, ví dụ như ở viền sắp đều này, rồi kim cọc giờ, rồi các múi giờ.
Đấy, và vỏ bên ngoài của nó ha. Con này mang trong mình một bộ dây da dập vân cá sấu. Khóa này khóa xiên cũng có logo thương hiệu đến từ nhà Bentley, mã hiệu của nó. Đây, và đáy của nó ha. Đáy của nó sẽ ghi thông tin là Bentley này. Đấy, 3 ATM. 3 ATM ở đây chính là độ chống nước cơ bản 30 mét nước ha. Đi mưa rửa tay bình cơ bản thôi, đừng tắm và đừng ngâm nước. Con này là con phiên bản trang bị cho mình một khối kính sapphire nguyên khối ha. Đấy, stainless steel, thép toàn bộ của nó được làm bằng thép chuyên dụng chống gỉ 316L và nó được mạ vàng PVD. Con này hiện tại bên em đang gửi đến cho các bác mức giá của nó chỉ có là 2 triệu 9 thôi. Các bác nào quan tâm về cái mẫu này các bác thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969732822. Con này là giá của nó cực kỳ là tốt, tại vì những cái dòng máy pin này thì chúng ta đánh giá cao về thiết kế thôi, chứ pin thì con nào cũng sẽ như nhau thôi. Còn máy của nó cũng sẽ khi nó chênh lệch máy của nó một chút, còn lại thì chúng ta đánh giá nhiều nhiều hơn về thiết kế. Cho nên là những dòng Bentley này thì nó thiết kế những phiên bản dây da này thì chúng ta không phải chê rồi. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều vì đã ngồi đây quan tâm theo dõi. Lời cuối thì xin chào toàn thể các bác, chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.